Kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh cuối mùa sẽ gây mưa nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ cũng như là Bắc Trung Bộ trong ngày thứ 6. Dự báo là lượng mưa từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 7 ở khu vực Bắc Bộ sẽ phổ biến là từ 80 đến 120mm trong cả đợt và có những nơi mưa rất to với lượng mưa là trên 150mm trong cả đợt. Còn khu vực Bắc Trung Bộ thì mưa to sẽ tập trung ở khu vực vùng núi phía Tây. Trong mưa dông thì cần đề phòng với các hiện tượng là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Mai Châu của Hòa Bình thì dự báo là mưa sẽ bắt đầu xuất hiện từ chiều của ngày thứ 6 và kéo dài sang 2 ngày cuối tuần. Lưu ý là ngày thứ 7 thì mưa còn kèm theo cả dông gió mạnh. Do mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất 2 ngày cuối tuần chỉ khoảng là 24 đến 25 độ. Còn ngày thứ 6 thì ban ngày trời vẫn còn nắng, nhiệt độ cao nhất là 30 độ. Những điểm du lịch ở phía Nam Trung Bộ trong thời gian này thì thời tiết phổ biến sẽ là nắng ráo. Như là tại Bình Thuận thì mưa chỉ xuất hiện vào chiều tối của ngày thứ 6. Sang đến 2 ngày cuối tuần thì trời không mưa, nắng nhiều xuất hiện từ sáng cho đến cuối chiều. Nhiệt độ cao nhất ở đây đồng đều sẽ là 32 độ. Và ban đêm thì bầu không khí dịu mát với mức nhiệt thấp nhất là 25 đến 26 độ. Đồi cát Bào Trắng, một địa điểm du lịch độc đáo với những triền cát trải dài cùng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp sẽ là điểm đến khó có thể bỏ qua tại Bình Thuận. Trong ngày thứ 6 thì với các điểm du lịch ở khu vực Nam Bộ, du khách lưu ý là mưa khả năng sẽ xảy ra trên diện rộng vào lúc chiều tối và có những điểm mưa vừa, mưa to đi kèm với gió giật mạnh và lốc xoáy nguy hiểm. Trước khi có mưa thì ban ngày trời sẽ vẫn nắng nhiều và cục bộ có điểm nắng nóng. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo là cả ngày thứ 6 và 2 ngày cuối tuần thì trời đều có mưa về chiều tối. Còn từ sáng cho đến chiều thì trời sẽ nắng và nóng nhất là ngày Chủ nhật khi mà nhiệt độ cao nhất lên tới là 35 độ. Còn ngày thứ 6 và ngày thứ 7 thì nhiệt độ thấp hơn 1 độ là 34 độ. Buổi sáng khi mà trời chưa nắng nhiều, du khách có thể dạo phố, tham quan nhiều địa danh nổi tiếng và thưởng thức những món ăn hấp dẫn ở thành phố như là cơm tấm, bánh tráng trộn hay là hủ tiếu. Và cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.